Mời quý độc giả của báo Đồng Nai theo dõi tin nhanh audio. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 3 với các tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Điều chỉnh gói thầu nhà ga sân bay Long Thành từ 33 lên 39 tháng. Hôm qua 27 tháng 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, đơn vị đã chính thức gia hạn thời gian mời thầu thêm 1 tháng đối với gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1. Thời gian mời thầu đối với gói thầu này sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 4 thay vì đến ngày 28 tháng 3 năm 2023. Cùng với việc gia hạn thời gian mời thầu, ACV cũng thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu trong hồ sơ mời thầu từ 33 lên 39 tháng. Theo ACV, việc điều chỉnh này trên cơ sở kiến nghị đề xuất của một số nhà thầu quan tâm, đơn vị tư vấn và được chính phủ đồng ý. Như vậy, thời gian hoàn thành dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 cũng phải lùi từ năm 2025 sang năm 2026. Tiến độ xây dựng hai khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang rất chậm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng ngày hôm qua đã chủ trì phiên họp thứ 5 của ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai. Đối với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật. Về giải phóng mặt bằng, huyện Nhân Trạch đang tiến hành lập bản đồ thu hồi đất. Tuy nhiên do dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nên không thể ban hành thông báo thu hồi đất. Công tác tái định cư cơ bản đã hoàn thành. Với dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, chủ đầu tư đã ký hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật dự toán. Dự kiến ngày 30 tháng 6 tới sẽ khởi công dự án đối với dự án này khó khăn hiện nay là các khu tái định cư, đặc biệt là ở thành phố biên hòa đang thực hiện rất chậm. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu đối với dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu, thành phố biên hòa phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai khu tái định cư tại phường phước tân và phường tam phước, giả soát các khu tái định cư trên địa bàn để bố trí tái định cư cho người dân. Ủy ban nhân dân huyện long thành thực hiện giả soát làm văn bản báo cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh để trình ban thường vụ tỉnh ủy phương án bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án về tái định cư tại khu tái định cư lộc an bình sơn. Đối với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhân Trạch và Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Sở xây dựng ra soát lại việc công bố giá vật liệu phục vụ hai dự án sát với thực tế. Mở lại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D ở phường Phước Tân thành phố Biên Hòa đã mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 27 tháng 3. Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên đã có rất nhiều người mang xe tới đăng kiểm. Một số người cho biết do đến sớm nên đã được đăng kiểm sớm, không phải bốc số và cũng không phải chờ tới các trung tâm khác theo phế hẹn trước đây. Anh Trịnh Đại Lân ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa cho biết. Như tôi đây là đã đăng ký từ ngày mà... 9 tháng 3 mà được hẹn lại là tận ngày 3 tháng 4 mới được. Thế nó cũng rất chỉ là áp lực. Xe thì thường xuyên phải kinh doanh vận tải. Nếu như mà cứ như thế thì rất khó khăn anh em. giờ được ngày thì tôi thấy rất chỉ là phấn khởi. Dù vậy tới khoảng 10 giờ sáng, nhân viên trung tâm dừng nhận xe và viết phiếu hẹn cho những ngày tiếp theo. Mở cửa trở lại, trung tâm 6005D có 9 đăng kiểm viên làm việc, gồm 7 đăng kiểm viên chính thức và 2 đăng kiểm viên tập sự. Dự kiến mỗi ngày ở đây sẽ đăng kiểm được cho khoảng 120 xe. Như vậy đến nay, Đồng Nai có 5 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động là 6001S thành phố Biên Hòa, 6002S thành phố Long Khánh, 6003S huyện Định Quán, 6006D huyện Long Thành và 6005D ở Biên Hòa vừa mở lại. Riêng tại hai trung tâm là 6002S và 6003S đã được bổ sung 4 kiểm định viên quân dự. Trung tâm đăng kiểm 6005D hoạt động trở lại được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt tại các trung tâm khác. Trước đó, nhiều người lấy phiếu hoặc đăng ký đăng kiểm qua app phải chờ từ 2 đến 3 tuần mới tới lập. Tháng 1 năm 2023, trung tâm 6005D đã phải tạm ngừng hoạt động do bị điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ. Nhiều quán ăn ở Biên Hòa cam kết chung tay chống vi phạm nồng độ cồn. Công an thành phố Biên Hòa vừa thực hiện tuyên truyền tại các nhà hàng, quán ăn có kinh doanh rượu bia về quy định không lái xe khi đã uống rượu bia. Cụ thể, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa đã treo băng rôn nhắc nhở khách hàng chủ quán chấp hành nghiêm các quy định về giao thông đường bộ, nhất là không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Lực lượng chức năng cũng đề nghị quản lý các quán ăn, nhà hàng ký cam kết thường xuyên tuyên truyền vận động nhắc nhở khách hàng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông khuyến cáo khách hàng khi đã uống rượu bia thì nên sử dụng xe dịch vụ, taxi hoặc giao xe cho những người không uống rượu bia trở về. Ngoài ra, quản lý các quán ăn nhà hàng cũng được yêu cầu tuyệt đối không để khách hàng có biểu hiện say xỉn điều khiển phương tiện khi ra khỏi quán. Đối với những trường hợp khách hàng cố tình điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia thì kịp thời thông báo cho công an địa phương biết và hỗ trợ xử lý. Dự kiến công an Biên Hòa sẽ treo băng rôn, dán các áp phích tuyên truyền tại hơn 400 quán ăn nhà hàng có kinh doanh rượu bia tại thành phố Biên Hòa cấp căn cước công dân cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp. Công an tỉnh cho biết từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 sẽ tập trung ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh có năm sinh 2004, 2005, 2007 và 2008 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, việc cấp căn cước công dân lần này được thực hiện từ ngày 25 đến 31 tháng 3 với học sinh là đối tượng được ưu tiên. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em, việc cấp căn cước công dân được thực hiện theo chủ trương không phân biệt thường trú và tạm trú. Hiện các điểm cấp căn cước công dân làm việc từ 7 giờ 30 đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Học sinh thuộc độ tuổi nêu trên chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử nên liên hệ với nhà trường, cơ sở giáo dục hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ hướng dẫn làm căn cước công dân. Công an tỉnh cũng lưu ý các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục cùng phụ huynh học sinh khẩn trương liên hệ với cơ quan công an làm thủ tục cấp căn cước công dân cho học sinh để kịp cho các kỳ thi trong năm học 2023 Vắng người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm lần thứ ba. Sàn giao dịch việc làm lần thứ ba vừa diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai. Tham gia sàn có 22 đơn vị đăng ký với nhu cầu tuyển dụng 865 lao động. Tại sàn có khoảng 350 lượt lao động tìm việc làm và phỏng vấn trực tiếp, dự kiến có 220 người được tuyển dụng. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, sàn giao dịch việc làm thu hút một số đơn vị tuyển dụng trong các lĩnh vực như may mặc, xuất khẩu lao động, dịch vụ tài chính, Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cũng khá cao, chiếm hơn 73%, song số lượng lao động tìm việc tại sàn rất hạn chế và chưa đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp. Nắng nóng gay gắt kéo dài suốt tuần. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong tuần này từ 27 tháng 3 đến 2 tháng 4, đồng Nai bước vào đợt cao điểm nắng nóng, nhiệt độ trong ngày dự báo thấp nhất là khoảng 23 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C, trời ít mây, nắng nóng oi bức. Khoảng thời gian từ 10 đến 15 giờ, nắng có cường độ gay gắt nhất. Người dân được khuyến cáo khi lưu thông và làm công việc ngoài trời cần lưu ý các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, che chắn cơ thể cẩn thận để giữ gìn sức khỏe. Trên đây là bản tin tin nhanh audio của báo Đồng Nai.